anh bán về ở này tôi rồi quê là hơi quá tay để nó là chắc hơi quá thôi thôi đó chúng uống được anh ạ. Thôi đi thôi đi luôn. Các anh em bạn bình sợ quá đi về hết. Phải nhắc nhở các anh em nhé, đến quán uống là phải hút thuốc lào là phải chuẩn bị nước nôi đầy đủ, phải hút từ từ thôi chứ đừng có vồ vập quá rồi để xảy ra những tình huống như này thì nó hơi xấu hổ chút. Lưu ý dựa lưng vào ghế cho nó tử tế, cho nó chắc chắn, hãy hút không cái này chết. Chào các anh em nhé, hẹn gặp lại tại 86 xã Đàn, 68 Linh Đường, số 1 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng và 95 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đến để phê pha cùng văn hóa Dieu Cay và Thuốc Lào Hoàng Gia. Thực sự là ngày hôm nay là quá sốc, một cú say có thể nói là đời đời. Xin chào anh em.